Bộ sản phẩm tăng chiều cao 15 hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của Gia đình Việt. Trường Giang và Nhã Phương có thể nói là một trong những gia đình sao Việt nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Không chỉ thường xuyên phát cẩu lương mỗi khi xuất hiện cùng nhau, mà cả vợ chồng này còn nhiều lần khiến dân tình thích thú trước những màn kể xấu đối phương trên sóng truyền hình. Mới đây cư dân mạng lại được fan thích thú khi nam danh hài Trường Giang làm hẳn một đoạn clip để nói xấu vợ. Cùng xem cụ thể thế nào nhé. Cụ thể mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trường Giang đã chia sẻ đoạn clip tổng hợp tất tần tật những màn bóc phốt bà xã về chuyện tiền nong từ chương trình này qua chương trình khác. Như Trường Giang thường xuyên chia sẻ, từ khi cưới Nhã Phương, Trường Giang không biết tiền lương là gì và mọi chi tiêu trong nhà đều được bà xã chăm chút. Trên trang cá nhân, anh còn than thở tiền là gì vậy mọi người. Trong clip, Trường Giang nói từ ngày có vợ, anh còn chưa bao giờ thấy một xấp tiền để đập xuống trước mặt vợ như lời Lâm Vĩ Dạ. Một lần khác, Mười Khó chia sẻ anh không đưa tiền cho vợ, nhưng tiền của anh sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Nhã Phương. Nhà anh không có thống nhất, đó là quy định, Trường Giang nói. Thậm chí, có lần nam nghệ sĩ còn thách Lê Dương Bảo Lâm mượn Nhã Phương 1 triệu. Nếu làm được, anh sẵn sàng gọi đàn em là sư phụ. Đây không phải lần đầu tiên Trường Giang công khai kể xấu vợ về chuyện tiền bạc. Ở phần giao lưu đầu chương trình Lạ Lắm À Nha cách đây không lâu, Trường Giang đã tranh thủ hỏi thăm gia đình vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh về chuyện tiền nong trong gia đình. Sa Gia Lưu nói, cô không cầm tiền của chồng. Trường Giang liền dí dỏm nói thêm, bữa nào em chỉ vợ anh đức tính này được không? Nam nghệ sĩ chia sẻ, ở nhà anh muốn mua gì tùy ý, nhưng tiền chi ra hay không lại nằm ở quyết định của Nhã Phương. Dù hay than thở bị vợ giữ tiền, nhưng có thể thấy đây chỉ là cách Nhã Phương quản lý chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý. Cũng qua nhiều câu chuyện mà Trường Giang chia sẻ, có thể thấy Nhã Phương là một người giữ tiền của chồng rất giỏi. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ vì để chăm lo cho cuộc sống của gia đình mà thôi. Ngoài chuyện Trường Giang thường xuyên bóc phốt vợ ra, thì gia đình này còn luôn nhận được sự quan tâm về những khoảnh khắc chơi đùa cùng con gái. Dù chưa một lần lộ mặt con gái, nhưng qua những đoạn clip Trường Giang chơi đùa cùng con, cư dân mạng cũng dần đoán ra được con gái Trường Giang có gương mặt tròn, phúc hậu giống cha. Trong một đoạn clip chia sẻ gần đây ghi lại cảnh nam danh hài và con gái cùng nhau tập luyện thể thao, trong một khoảnh khắc ái nữ nhà Nhã Phương xoay mặt lại đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng nhiều người khẳng định cô bé mang nhiều đường nét giống bố và rõ nét nhất là dáng đứng đúng như một khuôn đúc ra với Mười Khó. Dù mới biết đi thành thạo, nhưng ái nữ của Nhã Phương đã được bố cho rèn luyện nhiều bộ môn thể thao như chạy bộ, bơi. Trong khoảng thời gian dịch bệnh chuyển biến phức tạp, Nhã Phương đã hé lộ rất nhiều khoảnh khắc Trường Giang chơi đùa cùng con gái cự đáng yêu, khiến cư dân mạng thích thú. Nàng công chúa Destiny nhà Trường Giang, Nhã Phương dù đã có rất nhiều khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng không có một hình ảnh nào lộ rõ gương mặt của bé. Nói về lý do giấu con, Trường Giang cho biết vợ chồng anh không muốn đời tư của gia đình bị chia sẻ lên mạng xã hội, nhất là con gái. Về mặt công việc, chuyện của anh và Nhã Phương đã được truyền thông quan tâm khá nhiều vì cả hai đều là nghệ sĩ nổi tiếng, tuy nhiên con gái nam danh hài còn quá nhỏ. Anh muốn con có thế giới riêng, tránh sự soi mói, không muốn cho người khác biết quá nhiều. Nếu như việc khán giả có biết mặt bé hay không thì sẽ tùy vào quyết định của ái nữ nhà Mười Khó sau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé.